Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Ok các bạn, buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ có mặt ở Diệu Cà Phê. Hôm nay trong đây có hội ốc vẹt. Bạn này là vẹt xám ha, cockatoo. Này dòng này dòng cockatoo ha. Sunset hả? Sunset. Sunset hả? Chết. Sunset. Này là mon hả? Con này dễ thương. Nói. Con này thì đẹp thôi. Con này kiểu quậy phá. Quậy phá nhìn ngợm làm trò. Chỉ chơi với người thôi. Bóng nó không lắm. Nhưng mà được con này cái là nó giữ. Giữ hả? Nó giữ chim khác. Bé này tên gì? Cam anh. Cam. Hello anh. Một mình con chăm bốn bé luôn hả? Dạ không, có bà ngoại con chăm phụ. Đây với lại đây là Lu. Lu. Tên Lu. Dạ con này Lutino. Lutino à, dạ. Lutino. Bé này con bé nó có tên không? Tên gì con? Dạ vàng. Vàng. À, còn bé kia giờ dạ. Gì? Omalai. Omalai hả? Dạ. À. Omalai. À, tụi em là vợ của Omalai. Đám cưới luôn rồi hả? Dễ thương quá vậy ta. Rồi, con tới con cưới cặp này luôn. Dạ. Vừa bán vừa cho luôn. Dạ. Là con này là 8 triệu. Dạ. Còn con này á, con này là 5 triệu 2. Hợp lý quá, dễ thương quá. Cũng dễ tiếp cận con. Mấy bé rất là đẹp mà, rất là lạ. Hồi đó tự nhiên có bay nhà. Wow, vậy là có duyên á, đất lành chim đậu. Một ngày đẹp trời là bay vô nhà của Thỏ Anh. Xong rồi từ đó mới thắp lên cái đam mê ha. Sau đó nó có ba bạn về nhà mới luôn. Con em thì lại là đầu đen. À. Cái giá nó cũng rẻ hơn một nửa. Như đầu cao mày khoảng nhiêu tiền em? Khoảng 28. 28, cái kia là coi như 14. Dòng gì? Mon. Mon. Còn bé bên kia? Cũng là Mon hả? Dòng hai dòng Mon, nhiều dòng. Xích à, xích này xích Việt Nam hả? À? Ôi da. Xích Thái. Xích Thái hả? Ok, dễ thương quá. Hồi nãy giờ ra đây bị mấy đứa kia giật. Chảy te tua đúng không? Te tua đúng luôn. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ có mặt ở Diệu Cà Phê ở số 139 Bắc Hải, quận 10 ha. Hôm nay trong đây có hội ốc vẹt. Ở đây là ba bạn Blue and Gold. Clip trước mình có giới thiệu sơ sơ rồi. Hôm nay bên này nó có bạn này là vẹt xám ha. Vẹt xám, châu Phi. Còn cái này là cái gì đó? Cockatoo. Này dòng này dòng cockatoo ha. Dòng này mà mấy năm trước mà ai coi chương trình gì quên rồi ta. Lilo á, mập á, bận cái áo màu hồng mà có cái con vẹt trên đây nè. Chương trình ca nhạc American Idol hay gì đó. Cái không gian này em bữa mình xuống mình review quán rượu thì năm nay đã đổi cái không gian này, cái góc này. Bữa cái góc này có cái bồn cây đẹp đẹp, có bàn. Còn giờ anh chủ anh đưa ra hai chiếc mô tô nè các bạn. Hai chiếc sport. Cổ ha. Đằng trước quán là bán về phân bón đồ này nọ ha, rất là nhiều phân bón cho cây trồng ha, các loại ngoại nhập đồ xịn đồ này nọ, đây là đầy đủ hết. Ở trong đây các bạn thấy là các bạn chơi vẹt đang tụ tập rất là đông ha, có rất là nhiều dòng vẹt nhiều màu sắc ha, cái dòng vẹt nó rất là đa dạng các bạn. Không có còn cây quen nào hề chứ, còn nhỏ thôi. Đi ra vậy con, đi ra vậy. Có mấy bạn vẹt này nhỏ nhỏ rất là xinh mà mình nói chung là về tên đồ này nọ là mình không có biết rành luôn nè. Cái này phải nhờ ai giới thiệu, chắc nhờ Thắng quá. Hello em Thắng. Em anh thấy em là rành đủ môn hết nha. Y gu y đi rồi qua chim vẹt môn nào cũng em rành đó nha. Cái này là dòng gì em? Cái này bạn. Cái này là cây que. Mình để cao cao. Cái này là sunset. Cái này là mon. Sunset hả? Sunset. Sunset hả? Chết. À, sunset hả? Còn cái này là mon hả? Dạ. Rồi. Cái này là nó lớn hết cỡ chưa? Dạ, bọn này lớn hết cỡ đó. Ừ. Tụi này là nó vẹt thì anh thấy nó có mấy dạng là màu sắc rồi, thông minh rồi, làm dạ. Trò đồ này nọ. Mấy bé này nó thuộc dạng nào? Con này dễ thương. Dễ thương. Nói. Nói. Con này thì đẹp thôi. Với lại con này có thể free fly được nhưng mà ít người free fly lắm anh. Cho bay tự do đúng không? Dạ đúng rồi. Còn con này kiểu quậy phá. Quậy phá nhìn ngợm làm trò. Chỉ chơi với người thôi. Chứ con này nó ghét chim, chơi với chim khác không? Ghét chơi với chim hả? Ngộ vậy? Anh cũng thích chơi với chim nè. Thấy ghét.
Bạn này là như hay được huấn luyện làm trò nhất đúng không ta? Dạ, đúng rồi. Hay làm đạp xe đạp đồ này nọ cái thứ rồi dạ, gấp bóng đó. Lắm. Nhưng mà đều con này cái là nó giữ. Giữ hả? Chim khác, nó giữ chim khác. À nó giữ với chim khác hả? Ok. Cầm để ý là nó giết con chim khác luôn. Cái gì giết luôn hả? Ghê vậy hả? Bọn này nó giữ. Giữ giữ là bé nó đang thay lông hả các bạn ha. Như mùa mưa này là mùa thay lông chim đúng không? Em nhỏ. Em nhỏ mà. Sao em chơi nhỏ lông chim ác vậy? Nhỏ cho ra cam à. À nhỏ nó sẽ ra cam hả? Nhiều thủ thuật quá ta. Mình thấy những cái lông ống đó các bạn. Nó đang mọc ra nè. Đó. Thiệt luôn đó hả? Dạ đúng rồi. Là em nhổ vô nó ra. Đầu tiên là nó màu đen. Màu đen. Thì những cọng nào đen nhổ hết. Nó sẽ ra cam 10 cộng nó sẽ ra tầm 7 cộng lại màu cam còn 3 cộng nó sẽ màu đen. Rồi mình lại nhổ tiếp. Nhổ tiếp nó ra hết cam luôn. Đúng rồi. Wow hay ta, ngộ ha. Ờ coi Igu cũng vậy, mình nhổ đuôi phần đuôi sao ra màu đen luôn. Ok em, về chăm sóc mấy bé này có cái gì nó cần lưu ý không em? Em chăm đơn giản à. Bột rồi vitamin đồ này nọ là xong. Bột, vitamin, mấy cái đồ ăn đó có bán sẵn trên thị trường đó không? Đồ ăn tốt luôn đúng không? Rồi mỗi ngày mình cứ tương tác mình chơi cho nó. Tụi này tắm rửa sao ta? Xịt nước cho nó. Xịt nước tắm. Chứ không phải bỏ vô lòng tim tắm giống như mấy chim hót rồi đúng không? Vài con có thích tắm kiểu lòng mà bỏ vô cái ấy tắm chim, còn vài con này nó thích xịt. À thích xịt thôi. Em thì em xịt cho nhanh. Hồi đó anh có một con Blue and Gold với một vẹt Macau nó anh tắm xịt không à. Bỏ vô cái lòng nó làm mới ghê lắm. Nó đập thành phạch phạch nó làm mới ghê lắm. Ok, ba nãy bé này của em hết luôn. Dạ. Ok. À, Thắng còn có con như con đó bay. Blue and Gold mà chân trắng á. À, trên trắng em bán rồi. Ờ đó, nó bay rồi. Ok. Đây nó cạp luôn. Bé này tên gì? Cam anh. Cam. Còn hai bé kia có tên không? Dạ không. Em kêu tên giống loài này cho nhanh. À, tên giống loài. Ủa, cái dưới lót chuồng này là gì em? Dạ, gỗ nén anh. Gỗ nén hả? Dạ. À, mục đích nó là giống như nó... Đợi ra xong rồi nó thấm phân vô bọn nó. Thấm vô, dễ dọn dẹp thôi. Ok. Nó tiện. Dễ thương các bạn. Ok, rồi mình sẽ đi qua bên góc bên này sẽ còn nhiều cái nữa, thằng Kiều em nha. Dạ, ok. Ok, trời mấy bé này dễ thương quá. Bé này của con hả? Không. Bé này dễ thương quá. Bốn bé này của con. Bốn bé này của con hả? Rồi, vậy con giới thiệu giùm chú đi. Hello con tên là gì? Dạ, Ơn. Ơn hả? Dạ. Ok, con đứng đây ha. Dạ. À, con đi. À Ân hả? À Ân, Hoàng Thiên Ân. Hello Ân. Một mình con chăm bốn bé luôn hả? Dạ không, có bà ngoại con chăm phụ. Bà ngoại con chăm phụ hả? Vậy dạ. Con giới thiệu cho giùm chú là bốn bé này là dòng gì được không? Dạ đây với lại đây là Blue. Blue. Con Blue. Dạ. Đây là Lutino. Hả? Dạ con này Lutino. Lutino à, Lutino. Dạ. Lutino mắt đỏ ha. Dạ. Mắt đỏ lông vàng. Dạ. Đẹp quá. Ồ bé này đẹp quá con. Dạ. Bé này con bé nó có tên không? Dạ có. Nhà đó. Dạ có. Tên gì con? Dạ vàng. Vàng. Ok. Dạ. Rồi. Còn bé kia, bé kia giống dạ. Gì? Omalai. Omalai. Omalai hả? Dạ. À. Tên ở nhà tên gì? Dạ Dâu. Dâu. Ôi ôi dễ thương quá. Ở nhà ngoài nuôi bốn bé này còn nuôi bốn còn bạn nào nữa không? Dạ còn bạn này. Còn thêm một bạn này nữa hả? Vậy là tổng cộng ở nhà có 5 bạn chim. Dạ 4 bạn. À 4 bạn chim, à thêm bạn này nữa hả? Bạn thỏ em á. À. Cái này là thỏ em, này thỏ anh là này thỏ em. À cái này là thỏ anh á. Dạ. Ân là thỏ anh, này thỏ em. Dạ. À này là Lutino. Lutino này là vợ của thỏ em. À Lutino. Omalai. À thỏ em là vợ của Omalai. Dạ. Đám cưới luôn rồi hả? Dễ thương quá vậy ta. Trời ơi. Còn con bên này tên là Út. Tên Út. Tên Út hả? Dạ. Ok. Hôm nào mà con có tổ chức đám cưới cho bạn nào nữa nha, rủ chú đi chơi vậy. Dạ. Tổ chức đám cưới cặp này nè. Ôi, tổ chức đám cưới cặp này luôn. Dạ. À, ô cô cái này là hai bé nó khác dòng nhau hay nó chung dòng nó với nó nhau? Nó chung một dòng. Chung với dòng nó khác màu thôi hả con? Chung dòng mà khác màu. Khác màu với khác gen đúng không? Bé này giống như là mắt đỏ nè, Ruby Eye, Lutino. À. Sao mà, sau này con này nó trưởng thành lên là đám cưới con này. Dạ. Hai con này hôm nay là đám cưới rồi. Dạ. có baby chưa con? Chưa. Mới ghép vô nó chừng tháng mấy à. À mới gấp tháng mấy à. Dễ thương quá trời luôn, coi đu ngoan dễ sợ luôn. Mấy bé này là mình thuần hết là bé nó không có bay lung tung. Cho cắt cánh nó không có bay được. Dạ, bắt đầu mình xử lý cắt cánh
ngoan. Không à? Dễ thương. Nó đi dưới đất không á, cái không thấy đường á. Dạ. Không đi không sơ ý nó cái đạp cái bộ đuôi nó. À với... thêm cái gì cái banh rụng bộ lông đuôi. Không sao thì bọc lại. Được cái nó bọc lại. Út cục đuôi. Út cục đuôi. Út cục đuôi thấy cưng quá trời luôn. Ở nhà đặt tên là Út. Thấy cưng không các bạn? Quá dễ thương luôn. Ủa như mấy bé này con hỏi cái giá trị nó có kỳ không cô? Cho con mượn. Cho con gắn vô cô tư vấn cho con cái. Là sao? Con hỏi cái giá trị của nó trên thị trường nó có kỳ không con? Này, để cho các bạn biết đi chơi. Này cũng mới chơi luôn, cô không biết rành lắm. Dạ. À. Như cô đón mấy bé về á thì giá nhiêu? Con này của anh kia anh vừa bán vừa cho luôn. Dạ. Là hôm nay con này là 8 triệu. Dạ. Thì con bên đây là 8 triệu rưỡi. Dạ. 8 triệu rưỡi. Còn con này á, con này là 5 triệu 2. 5 triệu 2. À, con này 5 triệu 2. Còn bạn này, là bé miễn phí. Ồ, hợp lý quá, dễ thương quá. Cũng dễ tiếp cận con. Mấy bé rất là đẹp mà rất là lạ. Thì cho cái giá cũng dễ tiếp cận. Chuyện gì con? Hồi đó tự nhiên nó bay nhà. Wow, vậy là có duyên á, đất làm chim đậu. Tại vì không biết hồi đó tôi không biết. Tại nhà có con này mới có con. Đó. Đó là cái duyên hả các bạn ha. Bé này là một ngày đẹp trời là bay vô nhà của cái gì? Ân, nãy nói gì cái gì anh? Anh Thỏ Anh. Thỏ Anh, à, bay vô nhà của Thỏ Anh. Xong rồi từ đó mới thắp lên cái đam mê ha. Sau đó nó có ba bạn về nhà mới luôn. À, bây giờ là có đôi có cặp luôn ha. Sắp tới sẽ ghép cặp đôi hai bạn này với nhau. Còn hiện nay hai bạn này đó là một cặp rồi. Có tổ chức đám cưới luôn rồi, dễ thương rồi các bạn. À, lần đầu tiên nghe tổ chức đám cưới cho chim mình cũng muốn tham dự một bữa coi nó sẽ hấp dẫn như thế nào, nghe dễ thương quá. Bữa nào tổ chức đám cưới cho Iguana luôn ha, mùa phối sắp tới. Rồi con cảm ơn cô chú với lại Ân nhiều nha. À, quên giới thiệu là các bạn mình có mở cái kênh TikTok á, các bạn nhớ follow kênh TikTok của Nam Ngô Farm ha. Bữa mình có review quán này trên đó là đạt rất là nhiều lượt xem ha các bạn ha, rất là hấp dẫn luôn. Đây bên này cũng còn mấy bạn nữa, mấy bạn này chắc của Trang quá. Dạ không, của Trang trong cái thùng à. À, của Trang trong cái thùng. Còn cái này của bạn nào ta? Của ai ta? Của anh hả? À? À, của em hả? À? Em giới thiệu giùm anh cho mọi người biết cái dòng bẹt này là dòng gì. Trước mắt là bé này nè. À, bé này là của Trang nè. À, bé này của Trang. Dạ, bé này chung một dòng. Chung một dòng. Ok, rồi vậy bây giờ mình giới thiệu dòng này là dòng gì em? Dạ, cái này là dòng cây que đầu cam. Que đầu cam hả? Dạ. Cây que Perot hả? À, cây que Perot. Nhưng mà nó là đầu cam. Đầu cam. Thì bây giờ nó còn nhỏ, nó sẽ chưa có lột hết cái lớp đen. Để trên rồi, đây. Em cầm này em nói cho anh nè. Cho... À, khi mà nó còn baby á anh thì nó sẽ chưa có lột hết lớp cam. Nó sẽ khi mà đi, nhưng mà nó khoảng 1-2 mùa lông thì cái đầu nó sẽ cam và nó đẹp hơn. Đầu cam đẹp hơn, à có nghĩa là 1-2 mùa lông giống như lông tơ mới đầu nó đen đen đúng không? Dạ đúng rồi. Sau 1-2 mùa lông nó cứng cáp hơn, đầu nó cam luôn. Dạ đúng rồi, nó sẽ lên hết. Ủa sao nãy anh nghe Nguyễn Lê Bảo Thắng nói là nhổ đi cho nó lên cam ta? Nó sẽ thay lông anh. À, nhổ đi thay lông, à coi như là mình chủ động mình cho nó thay lông chứ mình không đợi vô mùa. Dạ đúng rồi. Ờ, nhưng mà em nghĩ thì nó thay tự nhiên nó sẽ đẹp hơn, bởi vì bứng thì nó tội quá. Đúng, quan điểm của anh cũng nghĩ cái gì tự nhiên nó sẽ ok hơn là bứt đi sớm vậy. Cái lông mới nó ra nó cũng sẽ bị khô sơ hơn đúng không? Anh nghĩ vậy. Dạ. Với lại không, nói chung thì mình có thuốc, mình có thể là mình sẽ bổ sung thêm thuốc vitamin á. Dạ. Thì nó mượt hơn. Dạ nó sẽ mượt mà hơn, với lại tuổi này thì nó sẽ ăn trái cây nhiều. Ăn trái cây à. Dạ. Ok em. IC thì có thể là làm soft food. À. Soft food là dạng giống như là rau, củ, quả, trái cây đồ. À. Nói chung là xốp xốp mềm mềm đúng không? Dạ không, nó là dạng như cà rốt, rồi rau củ mình cắt nhỏ hoặc là xay nhuyễn ra anh. Ok em. Mấy bé này là chuyên làm trò nè đúng không? Chuyên nghịch ngợm, quậy phá nè. Cây que này là được mệnh danh là chú Hề của làng. Chú Hề đúng rồi, anh thấy nó chú Hề nó làm mấy trò dễ thương lắm à. Anh coi TikTok hoặc là Facebook của em á, là em thấy con cây que của em nó hay nhảy tưng 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 đi rừng khủng. Mở nhạc lên lúc đắt luôn đúng không? Dạ đúng rồi anh. Ừ. Con em thì lại là đầu đen. À. Cái giá nó cũng rẻ hơn một nửa. À, con đầu... này thì cái nó mắc gấp đôi. Đầu đen thì mắc hơn, cái đầu đen rẻ hơn. Cái này đầu cam mắc hơn gấp đôi. Đúng rồi. Như đầu cam thì khoảng nhiêu tiền em? Khoảng 28. 28, cái kia là coi như 14. Ờ, ok, dễ thương quá. Nói chung là giá bây giờ cũng tương đối là rẻ so với ngày xưa. Đúng cái rồi. Thời mà 2012 á, hồi 2014 rồi khi cái thời mà em bắt đầu chơi
mạnh á, bè bẹt á thì cái giá của mấy bé nó mắc hơn bây giờ. Đúng rồi. Như sáng ngày xưa thì tụi em thường là giao dịch bằng đô là 1.000 đô. Còn như mấy bé mà đầu đen á là cũng phải 18 triệu, 19 triệu. Sau này thì nói chung là sinh sản cũng nhiều rồi, nhập về cũng được nhiều á. Đúng rồi. Dạ, nên là giá nó rẻ hơn. Đúng rồi, cái gì cũng đau, môn nào cũng đau xuống. Thì tại ra là sinh sản được nhiều. Sám giờ còn nhiêu ta? Sám bây giờ 13 cũng có, 12 mấy cũng có. Còn mình thấy có rượu bán 8. Nhưng mà nó sẽ không đẹp anh. Không đẹp đúng rồi. Với lại nó chắc nó là chim bổi nhát. Cũng không đâu anh. Có thể là chim nuôi người ta nuôi nhưng mà người ta có thời gian chậm. À. Dạ, thì nó nhát. Nó nhát, nó không có biết chơi đồ này nọ, nó không biết. Với lại dòng sám thì nó có một cái đặc điểm là nó, thứ nhất là nó quấn chủ. Thứ hai nữa là nó chỉ biết một chủ. Nếu như mình nuôi từ nhỏ lên mà mình không có nhiều người chơi thì nó chỉ biết một chủ. Và nó với không? Người khách là nó lạ, nó giữ, nó cắn, nó không cho dạ, đụng đúng luôn. Rồi, nó sẽ cắn, nó sẽ nghiến. Nghiến? Dạ, nó nghiến là đổ máu. Như sám em á là bình thường em chơi được, người khác chơi là nó nghiến cho đổ máu luôn. Trời ơi. Anh ở đó anh nuôi Blue and Gold với kia, nó cắn anh đào quá trời luôn á. Dạ đúng. Nó cắn, em nó giỡn ngay mà cố. Với lại Scarlet nữa. Đúng rồi, anh có hai con. Ê, nó mình chơi với nó cạp cạp đào quá. Anh đổi luôn. Cái mỏ nó hơi to. Đúng rồi, mỏ bự, cắn đào như quỷ. Nó cắn thằng con anh khóc quá trời luôn. Anh có cho nó mài móng hoặc là mài mỏ không? Thì anh thả chuồng tự nhiên nền xi măng á, tự nó làm mà có mấy cái cây lũa cho nó mài á. Dạ. Thường tụi em là có xài cầu mài như cầu san hô đồ anh. À. Nên là vẹt của em nuôi thì đa phần là cũng ít có mài. Ok. Bé này là bé blue hả? Dòng gì? Mon. Mon. Còn bé bên kia là vàng. Cục, dạ. Vàng cũng là mon hết. Dòng hai dòng mon nhiều dòng. Dễ nó có thương. Xanh, nó có màu tím, có màu xanh lá nữa. À. Dạ. Như con này anh Hòa trên quán của anh Hòa cũng có Best Coffee Garden đúng không ta? Anh Hòa có một con đúng không ta? Như có. Đúng rồi. Anh thấy nó đi dưới đất lúc la lúc lắc cái ghét. Thấy thương không? À, đi thấy thương. Mà thì nó khùng lắm, hay nhảy tưng tưng làm trò đủ. Ok. Là bé bình thường á là chúng ta sẽ cho nó ăn thức ăn hạt. Rồi dạ. Ăn thêm cái kiểu cà rốt đồ này nọ giống như em nói. Có nghĩa là nếu mà ai xiên á thì mình có thể là làm cái kêu là soft food. Sự soft food trong đó thì nó sẽ có đầy đủ dinh dưỡng, là có rau, củ quả, xay nhuyễn. Thường là những đứa mà nó nuôi từ nhỏ thì nó sẽ dễ tập mình ăn từ nhỏ thì nó sẽ dễ ăn hơn. Ok. Còn có nhiều bạn như bạn Vi á, bạn xiên á thì bạn hay cắt nhỏ ra bỏ vô chén cho tụi nhỏ. Như em lười thì em để nguyên cục. Nguyên cục cho nó gặm. Dạ đúng rồi. Ok. Dễ thương. Thường thì tụi em sẽ cho ăn hạt. Các loại hạt như Việt Nam mình cũng có, họ tụi em xài hàng nhập cũng có. Thì tụi nó thì sẽ thích ăn hướng dương. Nhưng mà hướng dương ăn nhiều thì chất béo nhiều cũng không có tốt. Ok em. Cũng nói chung nếu mà rành rẻ nó thì thấy cũng đơn giản ha. Dạ. Em thấy là tính ra nuôi vẹt á nó cũng không có tốn nhiều thời gian của mình á. Có nghĩa là ai mà có bận đi đâu đó thì mình như đi 2 ngày thì mình có thể bỏ vô chuồng, khóa cửa lồng lại rồi trữ thức ăn và nước vô. Ok. Dạ, là ở nhà bé nó tự xử luôn. Dạ bé tự xử, mình có thể đi 2 ngày 3 ngày cũng được. Ok. Nó đỡ hơn là em thấy đỡ hơn là nuôi chim hót, thì nuôi chó nuôi mèo. Ôi nuôi chim hót chó mèo là khỏi đi đâu luôn. Dạ đúng rồi. Bé này bé gì em? Dạ xích. Xích à, xích này xích Việt Nam à? Dạ xích Thái. Xích Thái hả? Bé này mới có 7 tuổi thôi anh. 7 tuổi hả? Dạ. Em cho bé nó đứng lên tay anh được không ta? Bé này hồi xưa hình như nó ở chủ cũ hình như nó cũng bị bệnh á anh. Nên là cái lông nó không có được đẹp. Còn quậy của em mới chết tháng rồi. Bữa đó. Dạ. Quậy thì 14 năm rồi nó đẹp hơn bé này. Ủa đường qua chú Nam mấy đường. Nó sợ bắt. Ok, dễ thương quá. Nãy giờ ra đây bị mấy đứa kia giật. Chảy te tua luôn. Te tua luôn. Cái dòng xích này nói chuyện tốt không em? Dạ đúng rồi. Nếu mà cái giá và giá tầm chung á, chung mình á là mình có thể nuôi xích. À, nếu mà muốn chơi luyện cho bé nói á mà cái giá tầm chung là bé xích là sự lựa chọn tốt. Dạ đúng rồi. À. Ok. Nó khoảng 2 triệu mấy anh, vô okay. 2 triệu mấy. Dễ nhưng mà xích ấn á thì mắc, xích ấn tới xích ấn á là nếu tại vì nó xích ấn thì nó sẽ dao động từ 10 cho tới mười mấy triệu cũng có. Nếu mà tại vì có nhiều người hỏi là tại sao giống như xích ấn á, có người là tại sao là bán cái giá là 8 triệu 9 triệu mà có người bán 11 triệu cũng có, tại vì xích ấn nó có nhiều size lắm. À, có nghĩa là nó nhiều size lớn nhỏ luôn. Càng lớn càng mắc tiền. Dạ không, cũng là ấn luôn anh. Ta thấy anh làm gồ đang. Dạ đúng rồi. Đúng rồi.
À, nó có con to con nhỏ. À, con to sẽ được mất tiền hơn. Dạ đúng rồi. Một thời gian anh Nam có thấy là nó treo lên mạng, nó hỏi là con xích đó là bao nhiêu RAM. À, có nghĩa là bán là phải cân ký đúng không? Cân ký. Cân ký này. Ấm hồi đó bạn em nó nuôi á nha, là có một con hả được nó gần 400 RAM. Wow, bự dữ à. Dạ. Và nó cũng không to lắm nhưng mà được cái nó chắc thịt nữa anh. Ừ. Hồi đó của Trần Lan. À Trần Lan hả? Trần Lan giờ đang nuôi dịch phải không? À đúng rồi. À, ok. Ừ, Trần Lan có con bia, con có tình bia hồi đó có gửi qua nhà em, nó rất là to con. Là cái thời đó là con nó cũng khá nổi tiếng. Ừ. Mấy anh em chơi sinh vật cảnh với nhau nói qua lại biết hết. À. Thấy ghét bé này dễ thương, cái đầu nó giống như có dạ quang luôn ha. Cái dạ, màu xanh này nè. Dạ. Đầu đẹp quá, có dạ quang luôn. Em có con không biết. Bây giờ hồi sáng em dắt con ngực hồng 10 tuổi ra. Ừ. Cái đầu lên ánh tím đẹp lắm. Ừ. Tím viền xanh đồ lên đẹp lắm. Ok. Ok các bạn, nãy giờ chúng ta nói chuyện với lại những anh chị em keeper về cái dòng vẹt này. Chúng ta thấy là các bé này cái tuổi thọ nó khá là cao ha. Một con bé mà tuổi thọ 8 năm, mười mấy năm đồ là nghe nó hợp lý. Có những con bé tuổi thọ ngắn quá, nuôi chưa dạ, chưa có rồi. Mới gì này nọ là nó cuối đời nữa rồi. Dòng vẹt tính ra là tuổi thọ rất cao anh. Đúng rồi, dòng rất cao. Giống như sách đây, nếu mà con sách em vừa mất á, là con quậy là đã 14 tuổi. 14 tuổi. Nhưng mà con sách đó có thể là sống hơn 20 năm. Dạ. Rồi con mấy con như anh nuôi ở nhà hồi đó là con ma cao á là 50 năm luôn á, anh đọc tài liệu 50 năm luôn. Dạ, không, ma cao là đã có con 103 tuổi. Rồi 103 tuổi luôn. Thằng bé Hoàng hồi đó chơi với em, bây giờ nó đang đi Canada, nó đang ở định cư ở Canada là nó đã từng gặp được một bé là 103 tuổi. 103 tuổi cho một bạn chim vẹt khủng ha các bạn ha. Đó, như vậy một người bạn như vậy nó mới lâu dài. Anh á, con igu của anh nó cũng hai mấy năm. Dạ. À, có mấy bạn chó anh cũng cưng lắm, nhưng mà mấy bạn chó tuổi thọ nó ngắn quá. Tới mùa năm thứ 8 thứ 9 là đầu nó sụi, nó dạ. Yếu lắm rồi. Chó nhà em hiện tại là đang có một con già nhất là 14 năm. Đó, thì nó bị điếc và nó bị mù. Đó thì mình thấy từ năm thứ 8 thứ 9 là đầu nó yếu, nó suy từ từ rồi. Thì trên 10 năm là đầu nó bị mấy cái vấn đề về chức năng hết rồi. Dạ đúng rồi. Đó, những bé này sống thọ quá, vẫn còn lanh lẹ nè. Này nãy em nói 8 tuổi hả? 7 tuổi anh. 7 tuổi. 7 tuổi là như trai mới lớn. Con Amazon của em là 10 tuổi á. Ờ, nó trong thùng anh. Ok. Dạ. Đâu, đâu, em cho anh coi bé này với. Xin nghe đây xem. Tại nó thấy năm ngoái em bị chết bé xám. À. Rồi cái bây giờ nó thấy bé xám rồi kia nó tưởng em nó. Rồi. Nó đòi chơi, em không cho nó chơi, nó cắn em 7 giờ. Trời ơi, tội nghiệp không? Ôi sữa rồi, nó sữa giường chó các bạn, sữa, đi giường chó mà thấy ghét thiệt chứ. Ok, cái trò này là ở bên phương Tây nó hay test thử lắm, nó cho mấy con kỳ đà rồi nó thử cái lực cắn coi đau không các bạn. Nên mình cũng chơi mạo hiểm rồi, nghe nói mấy bé này cắn đau lắm, cắn bé chàng chảy máu luôn, để mình thử cái lực cắn của nó đau không nha. Đây là đầu tiên rồi đó. Bình thường nó sẽ không cắn anh. Tại hồi nãy nó muốn chơi với bé xám mà em không cho chơi. Em sợ nó bay ra đường á, thế là. Nói chứ bé này ngoan. Bé này ngoan đâu có cắn đâu em, nó nhóc anh cái nhẹ à. Cái cưng không? Tội nghiệp. Nói chung là từ hồi em nó chết tới giờ nó cũng buồn anh, và nó không có nói nữa. Buồn chứ. Nó sủa và nó la thôi, nó không có nói. Anh cho bé lên tay anh được không ta? Anh cứ nắm chân nó anh đem ra là ra. Thôi bé nó muốn gà rồi, thôi đi. Chó ở đây chó. Tội nghiệp chứ. Chó ở đây chó ở đây là gì? Chủ nó có khác các bạn. Dễ thương quá trời, dễ thương. Để em đem bé xích xuống. Ok. Nó giận hòn vu vơ lắm anh. Con mắt đẹp quá các bạn. Rồi chết trời rồi, có án nữa rồi. Có án rồi, bé nào bay rồi. Ủa mấy bé này có bay được không vậy? À dạ em đã tỉa cánh. Ok ok, vậy anh an tâm. Vô rất là đẹp á anh, cái cánh nó đẹp lắm. Đây, cánh của Yon nè. Em tỉa cánh rồi. Ok các bạn. Không cắn em nha. Đây đây. Nó quýnh lộn. Ok ok ok. Nó sừng sộ. Đây. Dạ nãy giờ bị cắn. Dễ cưng luôn các bạn. Ây da, trụ. Ây da, nó kẹp lỗ tai tôi luôn rồi. Dễ cưng. Xin. Khổ mà.
Nó sủa gâu gâu á, bạn nghe đó. Gâu gâu. Nó sủa được 2 thứ tiếng anh. Mấy thứ tiếng luôn? 2 thứ. 2 thứ tiếng luôn hả? Xin sủa hay xin gâu 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 gâu. Ồ, bé nó bước xuống nó xè cái đuôi ra đẹp quá. Nó chịu. Ồ, bé này đẹp quá. Dễ thương. Nó đi lon ton như là mấy bạn gà vậy các bạn. Cái đít nó lắc qua lắc lại thấy ghét lắm. Trời ơi, dễ thương chưa? Nó kiếm chỗ leo lên rồi. Trời ơi. Thấy ghét không? Bên kia có các bạn đang chơi BD và LG các bạn thấy không? Rồng Út và gì đó. Thằng Lằn Da Báo ha. Ok, đây là một bạn đây hồi nãy Trang có giới thiệu bạn đó đầu đó là đầu hồng, còn bạn này là đầu đen. Đầu cam. Con kia là bạn kia đầu cam, bạn này là đầu đen hả bạn ha. Thì bạn này này nhái trên chuông điện thoại hả? Với cười. Bạn này là giá thành nó sẽ rẻ hơn phân nửa so với là bạn đầu cam ha các bạn ha. Dạ đúng rồi. Đó. Mà hình như bạn nào cũng rất là lanh luôn. Đằng kia cũng có mấy bạn đó, như cái dòng này nó rất là năng động, nó rất là dễ thương, nó rất là giống như Trang giới thiệu, nó khùng khùng á, nó tưng tửng á. Đâm ra là được rất là nhiều anh em lựa chọn để chăm sóc ha, tại vì nó làm trò các bạn. Nghĩ hình dung á, mình sau một ngày làm việc về mệt mỏi, đủ thứ vấn đề xảy ra, nếu mà này nọ làm cho chúng ta rất là bị stress ha. Thì khi mà chúng ta về nhà có một đứa mà nó cứ lưng tưng nó làm trò chọc cho mình cười, để cho tâm trạng mình nó thoải mái lên. Cái cảm xúc của mình nó mình cười một cái cảm xúc mình nó sẽ tăng lên ha, sẽ cho mình nhiều năng lượng tích cực hơn. Rất là dễ thương các bạn. Hầu như bạn nào cũng thân thiện hết trơn á, cứ đưa lên tay một cái là bò lên cổ lên này nè, lát đi về luôn. Đây nè. Coi bắn súng nè các bạn. Coi em mở lại từ đầu lúc mà bắn súng á. Bắn súng. Đúng. À. Anh này téo thiệt chứ. Còn ở nhà là nó nhảy vậy nè. Ôi nhảy. Tưng tưng như kangaroo vậy. Anh này đúng tiếng lòng thiệt. Nó cắn em á, anh quen em la nó bỏ chạy. Quá dễ thương luôn. À, anh mượn này anh đi giao lưu với mấy bạn kia cái xíu nha. Ok, bạn đằng kia cũng còn một bé mon nữa ha, mon blue à, ngồi chơi. Làm video ảnh đi, đồng lắm, màu đồng lạ. Này màu độc lạ luôn. Ok. Nam mình hiếm lắm. Rồi, cảm ơn anh. Vậy ai cái này là chủ nhân em giới thiệu giùm anh cái. Ok. À, bé này là dòng mon luôn. Dạ, mon luôn, màu aqua crossover. Aqua crossover dạ. Có nghĩa là nó lai chéo á, dạ, cái từ cross là lai chéo đúng không? Dạ đúng rồi. Dòng okay. Crossover là dòng chéo cuối cùng của mon, màu cuối cùng rồi. Màu cuối cùng dạ, của mon. Crossover nó sẽ có nhiều màu như blue crossover, à. Green crossover. À còn bé này. Aqua, này là aqua. Hay là aqua hả? Dạ. Có nghĩa là cái phần cánh của nó hơi ánh vàng là dạ, gì hả ta? Ánh vàng, ánh minor á. À minor. Minor vậy đó. Đây là cái màu độc lạ hiện nhất hiện nay ở Sài Gòn, em chưa thấy ai có. À bên Thái thì nhiều à. Dễ thương. Bé nó, 4 tháng. Bé này 4 tháng tuổi ha. Dạ. Ok. Rồi, chim vẹt nó cũng lai tạo bạn, cũng gen này gen kia phối màu với nhau anh em chơi lai tạo, thì sau này cái body và cái cánh nó sẽ lên màu khác đúng không? Dạ, đúng rồi. Đó. Quá đẹp luôn, dễ thương, rất là hay luôn. Ồ, mắt nó màu đỏ luôn ha. Dạ đúng rồi, mắt đỏ luôn các bạn. Mắt đỏ luôn á. Nó không đỏ bằng màu con vàng. Đúng rồi, nó không đỏ bằng Plutino. Dạ đúng rồi. Nó là dạng như nó màu nho á. Nhiều nho đúng rồi, đỏ bầm bầm. Đỏ bầm. Dễ thương. Đây. Bé này là Plutino ha các bạn ha. Vàng, mắt đỏ. Đó. Dễ thương ghê. Đặc biệt cái dòng chim vẹt này là rất là thông minh và thân thiện ha các bạn ha. Làm trò, chơi. Có dòng thì tập nói, có dòng thì nghe nhạc nhảy. Thân thiện ghê. Ghĩa lông. Đang làm quen đó, Ôi con mắt đẹp quá, con mắt Lutino, cái góc này đẹp.
Mặt quẻ kia đỏ bầm cũng đẹp, đỏ bầm theo kiểu đỏ bầm. Cái này mình dòng chim này mình nếu mà muốn biết giới tính là chắc chỉ có đi xét nghiệm ADN thôi. Đi xét nghiệm thôi. Bye bye con nha. Đặc biệt cái dòng chim á các bạn là nó khó hơn những cái dòng khác ha. Ví dụ như đối với lại những cái dòng mà cái bộ phận sinh dục nó nằm ngoài chó mèo thì nó đơn giản. Qua tới con bò sát mình là nó hơi khó chút đỉnh, nhưng mà vẫn nhìn bằng mắt thường là có kinh nghiệm vẫn thấy được. Nhưng mà đối với những dòng chim vẹt này á, các bạn muốn xác định giới tính á, là chúng ta đi xét nghiệm máu ha. Thường chúng ta lấy cộng lông nó phải không ta? Đúng rồi, cộng lông đưa đi xét nghiệm máu, xét nghiệm ADN á để coi nó là giới tính nào. Có những hay dòng ha, như xích hay là ringneck á, tuổi trưởng thành trống thì nó sẽ có vòng cổ. Còn những dòng mon này thì không có khác gì. Đúng rồi. Ma cao đồ này họ cũng phải đi xét nghiệm hết. Nhưng mà vậy nó cũng hay, chính xác, rõ ràng. Anh em giao lưu rồi trao đổi rồi giới tính nó cũng dễ thèn. Cái cách tương tác của những bạn chim với nhau bạn thấy rất là dễ thương ha. Nhìn nó cứ cắn múp múp nhổ nhổ rồi. Đang làm quen á các bạn. Rỉa lông với nhau. Rỉa lông nhau dễ thương quá. Bé này ở nhà tên gì em? Em kêu Aqua vậy thôi. Aqua. Ok, dễ thương quá. Mấy bé này là nó là giống như mình chơi nó là nó dễ thương, nó đẹp hay nó biết làm trò hay là nó sao em? Biết làm trò. Biết làm trò. Nó dễ thương. Dễ thương. Rồi nó nói được, cái giọng nó nghe rất là hay. Nói được giọng nghe rất là hay. Nó hay bắt chước tiếng rồi nọ đúng không? Dễ thương. Em thấy là mày ok rồi, thank you em nhiều nha. Rồi bé đẹp quá, hai bé này đẹp quá. Ok, cho anh xin cái này nha, cảm ơn em. Rồi ok các bạn, ở bên này có các bạn đang chơi con leopard gecko ha, thằng lằn da báo. Chào anh. Hello chào, em. Chào, chào, lâu quá mới gặp anh á. Em thân tưởng anh lắm á. Ok, bữa nào xuống tột gia đình nha. Ok. Bữa nào anh em mình hẹn hò. Đây là mấy bạn sóc các bạn. Hai bạn sóc ha. Đóng sóc luôn. Ok. Mai đi lên là gặp anh á, bố trí tuần sau rồi thứ hai. Ok. Đây là cũng hai bạn khác nữa ha. Hello em. Hello anh. Hai bé này của em luôn hả? Dạ của dượng của em. Dạ dượng của em hả? Là ở nhà em chăm sóc hay sao? Dạ phụ ảnh chăm sóc. Phụ ảnh chăm sóc ở nhà mình nuôi nhiều không ta? Dạ cũng có nhiều dòng. Khá nhiều dòng luôn hả? Đã quá. Dạ. Ước gì được tham quan luôn á. Nó đang cạp lỗ tai kìa. Dạ, có hai anh mà anh này anh hiền hơn nè. Anh này hiền. Anh với thích người nhà rồi á. Anh năng động hơn đúng không? Năng động hơn. Cái này anh thích vui lắm. Ủa con này anh thấy hai cái mỏ, hai cái màu miệng á, cái màu mỏ này nè, nó khác nhau, nó có là cái khác gì không ta? Có yếu tố gì không ta? Đúng, hai con này cũng dòng như nhau, nhưng mà cái anh này thì cái bẩm sinh ảnh ra lông ảnh nó đen hơn. Cái miệng ảnh nó đen hơn nè, chân anh để cái chân này, hai chân nè. Đúng rồi, đúng chân rồi. Đen thui à. Chân này chân chì. Dạ, anh này chân trắng bóc à. Này chân trắng bóc à. Dạ, cũng có thể là do hai anh này dinh dưỡng lúc mới chăm á, nó khác nhau, cái lông nó sẽ mọc nó khác nhau. Ví dụ như dinh dưỡng mà nó tốt hơn thì lông nó sẽ đẹp hơn. Ok. Cái này em nhổ lông đầu rồi đó. Nhổ bơ sơ rồi để chuẩn bị nó ra lông mới thì chắc. Ra lông mới thì nó sẽ cam trắng hơn. Trắng như con này nè. Giống như con đó luôn. Như con này nó sẽ người ta thích nhìn nó sẽ thấy nó đẹp hơn. Ok. Trắng trẻo hơn. Trắng trẻo. Bụng nó cũng đẹp nữa. Chân anh thì hai chân là anh biết nè. Đúng rồi. Cái miệng anh này là hồi mà về nó còn đen thui á chứ, mà sau này cái nó cũng chuyển màu bớt. Nó chắc cái như cái miệng nó cũng có lột không ta? Cái mỏ dạ, nó cũng có lột, cái chất sừng nó cũng có lột quá. Dạ, đúng rồi. Đó anh nuôi anh thấy nó có lột. Dạ. Đó anh coi cái màu lưng nữa, nó cũng đen quá trời đen. Bé này thì cái sắc tố đen nó nhiều hơn, dạ, lông nhiều hơn. Nhưng mà cũng có nhiều người thích sắc tố đen á em. Dạ. Hồi đó anh chơi mấy dòng rùa cảnh á thì nó có cái dòng hai white, hai yellow, tức là nó vàng hơn so với cái dòng normal á, nhưng mà nhiều người ta nói nhìn nó yếu, nhìn cái con normal nó đen nhiều, nhìn nó lại cứng cáp hơn. Nói chung cái nghề chơi cái sở thích thì mỗi người mỗi kiểu rồi các bạn. Cho nên nó đa dạng và nó hấp dẫn là ở chỗ đó ha. Nhưng mà mình ấn tượng và mình bị thu hút bởi những cái bé vẹt này á là nó quá thân thiện đi, nó quá dễ thương luôn.
nó đứng trên vai mình nãy giờ không có ý định rời đi luôn, thiệt á, là mình mết lòng luôn, dễ cưng thiệt. Các bạn thấy ok, thank kiều em nhiều. Hello anh. Hello em. Yeah. Xin chào mọi người trên kênh của Thái Salem nha. Like gặp lại bóp tay nè. Thái sẽ đi xuống Thái quay chút rồi lên Thái. Ok. Rồi. Các bạn thấy những cái không gian này mà chúng ta cho những em bạn đứng lên phải nói là hợp cực kỳ luôn. Đó, cho bé nó đứng trên cái không gian này hợp cực kỳ luôn. Thì hợp để chụp hình thôi các bạn, nhưng mà mình nghĩ chắc cũng không nên đâu. Mấy cái kiện lá này nó mất tiền phải giá trị thôi, nó lại lòi lên đây nó không muốn xuống kia nữa. Mấy cái kiện lá này nó giá trị lắm. Những cái lá này người ta tính lá, đếm lá tính tiền á. Để ra giữ những cái này rất là kỳ công ha. Cho nên là thả mấy bạn vẹt vô đây, nếu mà thả lan không có kiểm soát nhiều khi mấy bạn sẽ xé, cái bản năng nó xé rất là uổng. Cái này là cái gì đây nè, bữa nào mình sẽ xuống mình học anh chị chủ quán ở đây một khóa về cách sử dụng phân cũng như là bón cây đồ, cũng như là những cái giống cây lạ va đột biến đồ ha, kỳ hoa dị thảo. Có mấy cái này về mình áp dụng cho cái vườn của mình nè. Này là cái gì vậy, rút lên coi. Này chắc bón phân bón gì trong này nè, hay là đo độ pH hay gì á, mình cũng rành nữa, để lát mình hỏi coi. Nói tầm bậy tầm bạ người ta cười. Ok các bạn, không muốn rời luôn. Không gian này mát á, rất là mát luôn. Hello em, dễ cưng. Dễ cưng quá các bạn. Các bạn nhỏ này cũng rất là dạng dĩ luôn nè. Hello em hôm nay em đi với ai em? Em đi với chồng của em. Chồng em đâu mà thả em lông tông đây vậy? Trời, dễ thương quá. Dễ thương không? Từ từ. Nó kẹp em. Dễ thương không? Từ từ cho bạn đi lên. Nó đang ghiền anh quá rồi. Nó mê anh. Ghiền hơi vậy. Không, cái này là... Nó không qua em luôn. Cái này là mình nói thật chứ không phải là chế ha. Cái bản thân mình nó có cảm nhận thôi, tự cảm nhận thôi ha. Là có một cái sức hút nào đó nó với động vật các bạn. Động vật nó gặp mình á là nó cứ quyến luyến, nó cứ bu, nó bám. Mà nhiều khi mình chụp hình á, ở nhà mấy con bướm ở ngoài tự nhiên nó cứ đậu lên tay mình cho mình chụp luôn. Ngộ lắm. Thì người mình nó có cái mùi gì đó, nó thu hút ha. Dễ cưng không? Mùi gì? Chụp hình cái không? Chụp hình với bạn này cái. Đẹp không? Đẹp đem về luôn. Bạn này có tên không? Bạn này hả? Bạn này quên tên rồi, để hỏi chủ nhân đó. Cái này gọi là cái gì anh? Để cho tỉnh đó. Cái gì anh quên mất tiêu rồi, nãy nói gì á. Mà dễ thương quá, cái này là dòng đầu đen à, rất là dễ thương. Cái này là mắt tay nó cỡ này thôi. Nhiều quá là không nổi, nuôi nhiều dòng quá chịu không nổi. Nó hót được nè. Nó hót, nó biết sủa, nó biết kêu tiếng điện thoại, nó biết làm trò đủ hết trơn á, dễ thương á. Cái dòng này là chuyên để làm trò. Dễ thương. Giờ ta chỉ bắn cái nó nằm giữa chừng trời giả chết. Ôi vậy hả? Nãy bé Trang cho coi á, giả bộ lấy cái súng bắn đùng cái lật ngang như vậy nè. Anh này em tiếu luôn. Dòng này cực mắc, tụi em trẻ trẻ chơi không nổi. Còn nó mấy chục triệu. Ghê vậy hả? Đầu cam là 30 triệu luôn, đầu cam đó, thấy không? Dòng này mình gọi là cái gì chị? Em cây que. Cây que. Đúng rồi, cây que. Cây que nó kêu vậy đó. Cây que. Đúng rồi, cây que. Cây que. Giống như cây kem, giống như cây kem mà. Rồi vậy mà em cứ tưởng nó kêu giống như con vẹt Macao của quạt quạt quạt. Vẹt Macao kêu lớn. Nó kêu lớn đó. Anh đem vẹt Macao về sớm chi quá phải sợ không cho nuôi. Phải đem mấy con nhỏ này về nuôi thấy cưng rồi phải cho nuôi. Sao nuôi không? Mấy Macao nó hét ngày khỏi ở. Bữa nào giờ con vẹt Macao á, buổi sáng nó giống như nó đi ăn á, nó kêu quát quát đầy nhà luôn, xong rồi chiều nó gọi đàn nó cũng kêu muốn banh cái nhà luôn. Thấy ghét. Ồ, con này để cho nó đi lòng trong trong tiệm á, dễ thương. Đây đi lên. Dễ thương quá. Quá dễ thương luôn.
Sao em thấy không gian quán này sao? Quá đẹp luôn đúng không? Tuyệt vời luôn. Nhìn cách trang trí lạ. Lạ. Hầu như chưa có nhiều quán vậy đâu. Con muốn không? Con muốn để lên không? Hello con, thử không? Chú cho thử nè. Đây. Nè, nó dễ thương lắm nè con. Cực kỳ cưng luôn. Hello. Không cắn, không cắn. Con nói, nè, đâu, cắn con đâu. Nói hello đi. Hello. Nè, đưa tay nó đứng lên luôn kìa. Đưa tay lên. Đưa tay xuống rồi. Bình thường nha con. Nha. Đây, chú để qua cho. Cái bàn nhỏ để lại đi con. Đây con. Đó, thấy nó dạng chưa? Con phải mua con cho chơi nha. Từ từ, không có sao. Nó giống như cô ấy chưa? Đó rồi. Nó thấy chưa? Trời ơi, đưa tay lên. Dễ thương à. Con nghĩ một bãi mới dễ thương con. Con nghĩ lên nó một bãi mới dễ thương. Con cắn lỗ tai đi, chú muốn làm lâu lắm rồi mà con chú làm không được á. Nhột quá à. Mê à đúng không? Chịu. Nhột quá nổi hết da gà. Ờ, nhổ đi con. Chú cay bữa giờ mà chú chưa dám làm á, con làm giùm chú đi con. Đấy, chú muốn leo lên đầu mà chưa có được. Chú nóng bữa giờ rồi đó. Đâu rồi? Gỡ xuống không? Không? Đây. Bắt con ở nhà anh. Ừ. Nó đang bao nhà quá luôn á. Nghề chơi cũng lắm công phu mà. Đó. Nó mến mình các bạn, đưa lên tay mình là đứng yên luôn rồi. Thấy cưng quá trời. Quá trời cưng luôn. Bé này mắt đỏ nè, đẹp hả? Bé này mắt đỏ. Đó, Lutino mắt nó đỏ. Quá dễ thương luôn. Cái dòng mà vẹt này nó ăn uống cũng đơn giản các bạn, những cái thức ăn hạt đồ này nọ. Trái cây sấy khô nó có bán chẳng trên thị trường á. Mình thấy chăm sóc hồi đó mình chăm sóc về mặt thức ăn này nó cũng đơn giản. Không biết cái dòng vẹt này như thế nào nhưng mà đó mình nuôi hai con Macau. Nói chung cái cách ăn của nó thì hơi thấy ghét chút xíu, nó ăn nó xả tùm lum hết trơn á. Nhưng mà đồ ăn thì dễ mua, dễ cho ăn ha, tương tác cũng dễ. Có điều mấy con Macau nó bự quá, nó giỡn, nhiều khi nó giỡn hơi lố lực, nó cạp đào quá. Còn mấy bé này nãy giờ mình thấy là nó rất là thân thiện ha. Nó không có cái hành động gọi là cạp, cắn hay là gì lắm. Quá dễ thương luôn. Trời ơi. Các bạn nhỏ cũng đồ chơi, đồ đem theo ha. Các bạn thấy những cái góc cà phê nó rất là dễ thương, gần gũi ha với thiên nhiên. Con này là con sóc thôi chứ đâu phải sóc bay. Hay qua đây mình quay con mình không có con cắm nè. Nhà con, em nuôi mấy con? Dạ nhà con nuôi có con này với lại một con LG trong này. À nuôi con BD với con LG thôi hả? Dạ đúng rồi. À. Con này là của anh chủ. À, của anh chủ. Ok. Rồi mút ha các bạn ha. Rồi đem mẹ lấy cho. Nó nằm nó phẹt xuống vậy luôn nè. Dạ đúng rồi. Con này là con gì? Okay. Cái này nó hơi sợ ánh sáng xíu cho nên là ok. À, thì cái dòng này dòng ban đêm mà, ban ngày đó nó không có thoải mái. Đúng rồi. Ở nhà mình con chơi lâu chưa? Dạ này con chơi được hơn nửa năm. Hơn nửa năm rồi hả? Hơn nửa năm mà mới có hai con là tốc độ ghi cũng hơi chậm á. Chứ thường nửa năm là giờ này phải một đàn. Chị nói là còn một bé này nữa nhưng mà bé nó đang mình nghe quảng cáo. Chơi còn mình chưa biết. Mấy bộ môn sinh nhật cảnh này ngộ lắm các bạn. Lúc mà chưa hiểu về nó mới chơi thì ngại, sắm con cầm chân à. Nhưng mà nuôi chừng được một tuần bắt đầu hiểu nó rồi á. Là bắt đầu nó tăng dân số một cách là khủng khiếp luôn. Ngày xưa mình á, lúc mà mới đầu mười mấy năm về trước, mới đầu con con à, tuần lễ sau là 10 con, xong rồi nhân lên. Dòng nào cũng vậy á, cho nên là nửa năm rồi mà mới hai con là tốc độ ghiền hơi bị chậm. Ok, thank you con. Cái này là củ sắn hay gì vậy ta? Củ sắn hay gì á? À để lên con. Không phải đâu, chắc không phải đâu, nó bậy bạ. Đây con đưa tay. Củ gì á? Đây là một cái mô hình, một cái tiểu cảnh ha. Tiểu cảnh này Tháp Chàm, Ninh Thuận. Đây nè, con để tay, con để tay lên. Đây là di tích lịch sử quốc gia hả ta? Đó. Để nó đuôi dai con mẹ. Đây nè, nó đang hửi. Các bạn thấy nhưng mà
sao cô nhột quá, cô nổi da gà. Cái lá nó đột biến rồi nó lên cái màu trắng rất là sặc luôn. Trắng mà nó chui nó sang lắm, trắng như trắng ngọc trai các bạn. Nó không phải là cái kiểu mà trắng xanh kia mà nó trắng ngọc trai. Nó ngà ngà mà nó không có tối màu ha, trắng nó sang lắm. Rất là đẹp luôn. Qua chị chủ quán. Còn cái lá này nó có màu hồng nữa các bạn. Nó đang sau lưng em á. Đọc không? Nó lá màu hồng nữa. Cái này là đột biến gen ha. Cái này là gọi bên gọi là cây cảnh á, cây cối thực vật thì người ta gọi là va, là đột biến gen. Còn bên thú á, bên bò sát á, người ta gọi là mọt. Cho nó ăn á. Ôi hay quá kìa. Đừng con đừng bớt vậy, nó thật em. Ở bên kia còn mấy cái taridium. Rồi. Này là hoài niệm ha, mong ước kỷ niệm xưa. Cái tivi này là nó phải nói là nó lâu đời rất rồi. Nó gắn liền với lại tuổi thơ của những cái lứa cỡ tụi mình, lứa 8X đồ này nọ, 7X đồ. Đặc biệt là vẫn xài được ha các bạn ha. Philip. Philip. Mười mấy chục năm về trước á là cái thời điểm này nè là bắt đầu nghỉ hè ha, bắt đầu nghỉ hè là sẽ gì? Ở Việt Nam mình nghỉ hè là thế nào cũng phát Tây Du Ký. Đó, thì mỗi lần Tây Du Ký lên tập á là bà con trong xóm đồ tụ tập về nhà nào có tivi ngồi coi. Nó bị sọc rồi các bạn. Đố các bạn biết những cái tivi mà kiểu này mà khi nó bị sọc thì chúng ta sửa bằng cách nào không? Lưng màu. Thôi không phải đồ của mình nên mình không có dám mạnh tay lắm, chỉ gõ nhẹ nhẹ thôi. Ở bên này cũng có một bé LG nữa các bạn ha. Đó, thiết kế cái chuồng này nó có khúc đũa, bé nó nằm ở dưới. Cái loài LG này là nó là loài sống ban đêm ha, cho nên là buổi sáng á là nó sẽ không có hoạt động nhiều. Đó. Bạn thấy cái đèn nè. Cái đèn này người ta nuôi trong nhà và ta sử dụng những cái cây này trong nhà, ta sử dụng cái đèn này để người ta cung cấp cái ánh sáng cho nó quang hợp các bạn ha. Cái dòng cây kiển lá này nếu mà các bạn để ánh nắng trực tiếp nóng quá nó sẽ bị héo trái lá. Cái tiết diện của lá nó to vậy nè, để nó hấp thụ cái độ ẩm, cái hơi nhiệt và nó quang hợp ánh sáng nó nuôi cây. Nó sử dụng cái đèn chuyên dụng, đèn LED nè. Đó, đèn LED nó sáng và nó không có tiêu hao nhiều năng lượng. Nó cũng không có nóng nhiều lắm. Nó chỉ cung cấp ánh sáng cho cây nó quang hợp thôi, rất là ok ha. Đó. Bên đây là một cái hồ thủy sinh. Đó. Cũng rất là đẹp ha các bạn ha. Mình thì mê thủy sinh lắm thật sự. Không, mình mê á. Nói chung con bản thân mình thì có rất là nhiều cái đam mê, rất là yêu thích cái đẹp, nhưng mà có những cái mình có thể tương tác được, có những cái mình chỉ ngắm nhìn thôi. Ví dụ như những cái hồ cá thủy sinh này mình rất là thích ngồi ngắm nhìn, ngồi chiêu ha. Rất là đẹp, rất là sinh động. Đó, nhìn mọi cái nó cứ lung linh, đây có cá lào kiến nè. Đẹp không? Đó, xíu phải ghét không? Mô tô mình cũng mê các bạn. Nhưng mà tại vì mình thích ở nhà để mình chơi này nọ hơn, cho nên mô tô mình cũng thích ngắm nhìn thôi, chứ mình cũng không phải là dân thích dịch chuyển. À. Còn cái hồ cá này thì nhìn thì rất là đẹp, nhưng mà lúc mà chăm sóc á, dọn dẹp cây rồi hút nước đồ ra thì nó khá là chua, cho nên mình cũng lười. Ở bên này là đồ cổ ha. Này là cái dù của Nhật. À. Không biết bung ra sao, của bạn này cũng bật cổ điển luôn. Đây vô xuống đây để mình cân cho bạn, móc cho bạn thằng thuốc à. Anh chủ quán này cũng thuộc dạng thích đủ thứ nè, mình thấy môn nào cũng có. À, giờ bỏ cân bên đây nhiêu rồi treo cái móc độ đây. Nếu mà nó cân bằng là cân ký ha các bạn ha, đồ cổ. Điện thoại dây này đời coi như là mấy em mà năm 2000 là chắc không biết cái này đâu. Đó, quay số chỉ cái này. Radio. Đồng hồ cổ. Cái này đồ mới nha các bạn. Cái mâm đồng nữa kìa, trên đồng hồ cổ nữa kìa. Nào mà bữa chưa quay á, mấy cái hồ cá bữa mình quay rồi. Cá ngựa chung cư. Quá dễ thương luôn, phải con này con chó của em không? Không, con này Will. Chó em là con này. Bao nhiêu
điều kiện không à. Đó, về với mẹ con. Cái không gian nó mặc dù là này ốp bẹt là cái mini ốp thôi, cái hội ốp nhỏ thôi, nhưng mà nó rất là ấm cúng ha, rất là vui vẻ luôn. Không đem một cọng lông chim theo đó lại mượn mà. Ok. Ê, bây giờ mình sẽ đi ra ngoài, mình sẽ chụp hình một cái tấm lưu niệm của cái buổi ốp mình ha. Ok, chụp hình cưng. Ở trên kia anh chủ anh có bữa mình chưa thấy, hôm nay thấy có thêm quả mi nè, bên này chè thoang nè, mấy con nữa, lòng chim hót nè. Thấy vậy với lòng vọng đây công việc đuối luôn đó các bạn, nhiều việc lắm. Quá đẹp luôn. Rồi bà con ơi, gom lại bà con ơi. Ok, gom lại mình cũng xin tấm hình luôn. Đẹp ha. Ok vô. Ở đây kiểu đầu tư bán cây kiểu lá luôn phải không? Kiểu thì có đủ hết, nhưng mà cái chính là vẫn là phân. Rồi bà con vô. Ủa hai con. À đi lên mà đó. Cây comment nha. Đứng đây đây. Ăn trước lên. Vô vô vô. Giá trước kìa. Anh đã có một bạn chia mì lên lưng. Không. Anh ra đây đi. Trốn không. Giờ cái con kia ra em. Tèo trốn không. Anh hai con cây que rồi chưa? Ok. Bắt đầu nha. À đứng đây. Đứng đây. Đứng đây đi. Đứng đây đi. Đừng có đưa tay. 3 rồi. Ok. Ok. Đâu ị chỗ nào đâu, mình đã được phần thưởng rồi các bạn. Phần thưởng nó lâu lắm. Ôi, phần thưởng này lâu lắm rồi. Vậy là hôm nay may mắn, hôm nay hên rồi đó. Mấy phụ kiện này là cũng để bán đúng không? Cái gì? Cái đồ trang trí này là dùng để bán hả? Đúng rồi, chắc bán, anh nghĩ bán hết á. Chắc bán á. Bán đồ trang trí cái này đề co trong vườn bán. Tự nhiên hả? Tự nhiên cái tổ chim ta đi lấy trong rừng về á, tổ chim cũ á. Tổ chim vòng dọc. Hôm bữa mình đâu có biết tổ chim gì đâu. Nhờ anh post lên YouTube, mấy anh em biết mới nói là tổ chim vòng dọc anh ơi. Nè, cái tổ chim nó... Tổ chim nó hai miệng. Chưa vô xong phải chui ra chỗ khác đúng không? Nó hai miệng. Vô đâu ấy, nhưng mà ra chỗ khác rồi. Nó vô đây rồi nó trũng đây nè, nó tránh nước, tránh đồ rồi nó tránh con rắn đồ bò vô á. Này dứa màu. Ồ, đây có hai bạn bu đồ nè. Cách đây một tuần lễ mình lên nè. Tuần này lên là có quá nhiều sự thay đổi ha. Từ cái góc trang trí rồi thấy có thêm những cái bạn bếp khác nữa. Hai bạn bu đồ á. Rồi qua thăm bạn Red Igu nữa. Bạn mèo này em bữa gặp rồi. Mèo anh. Ở trên này bạn Trăng. Ở dưới bạn Red. Red đang lột da ha, Red đang thay da. Red đang thay da. Em thấy nó bông lên, da. Nó đang lột á em. Đang lột á. Em định hỏi anh là bữa giờ em chưa có hỏi nữa. Em cũng sợ nhiều khi cho ăn cái gì đó làm sao nó bông cái lớp da lên. Nó bông lớp da lên nè. Không, nó con bò sát nó thay da để nó lớn mà. Nó thay da là tốt. Tùy cái chế độ chăm sóc mình, nếu mà nó khỏe là nó vậy giờ luôn á, nó kết anh rồi. Cái này em cho nó ăn cái gì? Đồ muốn trái cây, bữa giờ xả em cho nó ăn trái cây. Ăn bữa giờ anh xả cây ăn cái gì con? Cải đồ muốn trái cây đúng không? Em cho nó ăn vip á, để anh gửi cái đường link cho em mua cho nó ăn cái thức ăn khô á. Nó tổng hợp đầy đủ dinh dưỡng cho nó.
Không, đừng cho ăn bí đỏ với cà rốt. Bí đỏ với cà rốt nó rất là khó tiêu. Nó không có hợp với cái hệ tiêu hóa của con này. Nó, con này là bò sát, nó cần cái nguồn nhiệt để mà nó tiêu hóa thức ăn. Trời nào mà trời mà nó không thiếu nắng như nào, thiếu nhiệt như nào, nó không có tiêu hóa được là nó dễ bị rối loạn tiêu hóa lắm. Có thể là đi bụi luôn á. À, cho nên đừng có ăn, cho ăn bí đỏ với cà rốt. Cái con này giá thị trường anh? Con này hả? Con này chắc cũng khoảng 4 năm gì đó. Cũng ngoan á, ngoan nhưng mà nó đang trong giai đoạn nó nghỉ. Để anh gửi cho em cái đường liên em mua cái đó ăn tuần lễ khác liền. Nó khỏe mạnh, nó sung, nó đẹp lên liền. Đó thì mốt em muốn làm một cái chuồng cho nó đẹp đẹp, có mấy màu sắc đồ này nọ trang trí á, thì có gì nhắn anh chỉ cho. Làm cho đẹp mà nuôi cho đúng cách nữa. Ok các bạn, bé nó cũng khá là ngoan, khá là dạn dĩ á. Có nghĩa là nó đang trong cái giai đoạn nghỉ ngơi thôi, nó chưa có sung thôi. Nhưng mà nó dạn, nó không có nhát tông chạy mà vẫn bung miếm nè, thấy không? Ok. Cái lá này nó có chấm bi nồng độc không các bạn? Cái lá này nó bên rùa nước nó có con Hamilton á, nó cũng chấm bi giống vậy nè, nó giống như những cái chòm sao à. Ha, rất là đẹp luôn. Những cái mẫu lá kiển lá này đẹp nè các bạn nhìn. Vừa hồng vừa tím chấm bi. Độc không? Đẹp ha, này không phải lá tí tô đâu nha. Ok. Để mình coi còn cái gì giới thiệu với các bạn không. Nếu mà ai có thời gian buổi sáng cuối tuần cứ lên đây uống cà phê ha. Ai thích cái sự nhẹ nhàng, thoải mái, không quá ồn ào, không quá bon chen, có thể tới Diệu cà phê uống thử một buổi ha. Bảo đảm với các bạn là mát con mắt luôn. Tại vì nó giết rất là dịu con mắt, nó làm cho cái tinh thần của mình nó sảng khoái, nó coi như là nó cân bằng lại, rất là ok luôn đó. Hello con về hả? Dạ. Ok, bye bé Ân nha. Dạ, dạ, chào cô chú về. Dạ. Hôm nào làm đám cưới chụp hình cho chú coi với nha. Dễ cưng quá. Dạ dạ, bye bye cả nhà. Rồi ok các bạn. Một buổi ốp nó rất là ấm cúng, rất là vui vẻ ha. Những bé nó thì rất là thân thiện luôn. Mình cũng được quà. Mình cũng có một chút xíu quà đem về à, may mắn ha. Rồi ok, hy vọng những giây phút vừa rồi giúp cho các bạn có thể sảng khoái hơn, tạo thêm nhiều cái động lực cũng như cái nguồn năng lượng để chúng ta có thể làm những cái công việc yêu thích của mình. Ok, bye bye mọi người nha, chúc mọi người vui vẻ.